14 du khách Thái Lan này là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh trong buổi sáng nay. Đến Việt Nam theo đường hàng không, trong gần một tuần lưu trú, đoàn dành phần lớn thời gian tại Hạ Long để có thể tận hưởng trọn vẹn những điểm tham quan, sản phẩm du lịch hấp dẫn nhất, và Bảo tàng Quảng Ninh là điểm đến không thể bỏ qua. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ khá lâu. Khi biết Quảng Ninh bị thiệt hại rất lớn do cơn bão số 3, chúng tôi khá lo lắng. Nhưng khi đến đây thì thấy mọi thứ đều đã trở lại bình thường. Tôi rất ấn tượng với chuyến tham quan bảo tàng ngày hôm nay, đặc biệt là không gian về Yên Tử, Phật giáo nhà Trần mà chúng ta đang đứng ở đây. Thái Lan là một đất nước Phật giáo nên tôi cảm nhận được sự đồng điệu và dành nhiều thời gian nghe giới thiệu. Với sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 3, Bảo tàng Quảng Ninh bị thiệt hại lớn về cơ sở vật chất. Riêng 1.000 mét vuông kính ngoài trời bị vỡ hỏng, ước tính chi phí sửa chữa lắp đặt mới là gần 2 tỷ đồng. Từ 16 tháng 9, lãnh đạo bảo tàng đã phát động chiến dịch 15 ngày đêm, huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động tham gia khắc phục hậu quả, quyết tâm mở cửa trở lại trong thời gian sớm nhất. Song song với dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bảo tàng cũng dành thời gian chỉnh lý lại công tác trưng bày. Đặc biệt trong ngày mở cửa trở lại, hệ thống thuyết minh tự động AutoGuide cũng chính thức được đưa vào phục vụ khách tham quan sau một thời gian dài ấp ủ chuẩn bị. Hiện hệ thống có hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh và sẽ tiếp tục được nâng cấp dựa trên phản hồi của du khách. Có nhiều những cái đối tượng khách họ muốn là thật là có một cái không gian yên tĩnh, chính vì vậy họ sẽ muốn là lựa chọn cái dịch vụ thuyết minh tự động để họ có thể nghiên cứu cũng như là tham quan được những cái hiện vật mà họ cảm thấy là thích thú. Vì tôi nghe là ở Quảng Ninh là cơn bão số 3 là nặng nề nhất nên tôi muốn lên đây để tham quan, để ủng hộ bảo tàng. Không gian ở đây rất rộng rãi và thoáng mát và sạch sẽ. Hôm nay là bảo tàng có sử dụng máy thuyết minh tự động nên tôi rất thuận tiện cho quý khách khi mà đến tham quan bảo tàng. Chỉ cần bấm nút là tự động là có thể nghe đủ các loại thứ tiếng như tiếng Anh và tiếng Việt. Tính từ đầu năm 2024, Bảo tàng Quảng Ninh đã đón gần 682.000 lượt khách, doanh thu bán vé gần 20 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, bảo tàng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lữ hành, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặt quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đón 800.000 khách tham quan, doanh thu từ bán vé 22 tỷ 600 triệu đồng.